Xin chào các bạn, tôi xin giới thiệu, tôi là Hoàng Thị Hoài, hiện đang công tác tại thành phố Hà Nội. Hôm nay thì tôi rất là vui được trao đổi với các bạn về cách tổ chức cho trẻ làm quen với chữ cái. Thì như chúng ta đã biết ý, thì mục tiêu của giáo dục mầm non ý, là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành nên những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Thì để đạt được điều đó thì trẻ em phải được giáo dục toàn diện qua 5 lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mỹ và phát triển ngôn ngữ. Thì trong nội dung phát triển ngôn ngữ ấy, thì cái hoạt động làm quen với chữ cái thì mục tiêu đặt ra cho trẻ 4-5 tuổi như sau. Thứ nhất là trẻ cần nhận dạng được cái chữ cái. Thứ hai nữa là trẻ tập tô, tập đồ các nét chữ. Thứ ba nữa là trẻ làm quen với cách đọc, cách viết tiếng Việt. Thì vậy thế nào, làm thế nào mà chúng ta đạt được điều đó thì trong quá trình giáo dục trẻ? Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời trong cuốn sách Bé Vui Học Chữ Cái nhé. Cuốn sách Bé Vui Học Chữ Cái của tác giả Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Ngọc An dành cho trẻ 4-5 tuổi, gồm 2 tập do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Sách được ban hành dựa theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách giúp trẻ 4-5 tuổi làm quen với chữ cái một cách nhẹ nhàng, theo đúng phương châm chơi mà học, học bằng chơi. Các bạn cùng tôi khám phá một số bài học trong cuốn sách này sẽ rõ nhé. Như chúng ta đã biết ấy, là cuốn sách thì được thiết kế trên 2 trang mở thì giúp cho trẻ em có một cái nhìn toàn diện, tổng thể về bài học. Chúng ta cùng bước vào bài học chữ O thì chúng ta sẽ thấy này. Với bài học chữ O ấy, thì ngay từ cái phần đầu tiên, cái phần giới thiệu hình ảnh về chữ O ấy, thì trẻ em đã được tiếp cận với hai kiểu chữ. Đó là chữ O in hoa và chữ O in thường. Thế thì từ cái thiết kế đấy, nó đã làm cho cái mảng màu ấy, cái phần chữ O rỗng ấy, nó có một màu trắng. Và cái phần làm nổi lên trên cái nền màu xanh ấy, thì trong quá trình trẻ con nó sẽ tô, nó đồ những cái khoảng trống đó thì nó sẽ nhớ được cái cấu tạo của chữ O. Chữ O gồm một nét cong tròn khép kín. Và trong quá trình trẻ vừa tô, tức là cũng quá trình trẻ vừa ghi nhớ, vừa củng cố là cái chữ O này gồm có một nét cong tròn khép kín. Và trên khi ứng dụng vào thực tế thì tất cả những cái chữ nào mà gồm có một nét cong tròn khép kín thì trẻ sẽ gọi là chữ O. Điều đó thì sau quá trình trẻ chi giác chữ O, trẻ được tô chữ O rỗng, thì người lớn có thể giúp trẻ con là phát âm chữ O. O, O. Quá trình trẻ vừa tô này, sau đó được luyện tập lại qua cách phát âm thì trẻ được ghi nhớ qua hai kênh. Đó là qua cả quan sát này và qua cả cái phần ngôn ngữ của trẻ. Đến một cái phần khác tiếp nữa là trong quá trình trẻ đã, sau khi quá trình trẻ đã ghi nhớ, củng cố qua các phần luyện tập tô nét này, sau đó thì trẻ phát âm rồi, thì đến một dạng nữa, nó sang bước sang một cái dạng nữa là nó dạng bài tập luyện giúp trẻ em, tức là củng cố phần kiến thức. Thế thì ở cái bài tập này, cái tác giả đã đưa vào cho trẻ một bức tranh rất là đáng yêu. Đó là bức tranh vẽ cảnh là một chú voi ấy đang đội một chiếc mũ sinh nhật. Trên ấy thì voi ấy thì cầm một quả bóng. Và phía trên bức tranh ấy thì có hình ông mặt trời. Thế thì nhìn ngay từ nhìn cái bức tranh này ấy, thì bản thân bọn trẻ con đã rất là thích rồi. Và các con đều có nhu cầu, có mong muốn là bọn trẻ đấy sẽ được tô cho một bức tranh đó làm sao cho nó đẹp nhất, sống động nhất theo cái ý thích riêng của trẻ. Thế thì ở đây nó giúp cho trẻ con ấy là nó tô bức tranh đấy nó như kiểu là được chơi ấy, được sáng tạo với cả một bức tranh có chú voi rất đáng yêu đó. Nhưng thực ra từng những cái nét ở trong cái hình đó đã nhằm là mục tiêu là giúp trẻ ôn luyện củng cố chữ O thông qua việc là trẻ tô hình ông mặt trời, tức là trẻ đã tô cái hình nét cong tròn khép kín. Hay là trên cái quả bóng cũng vậy, quả bóng cũng được tạo bởi một nét cong tròn khép kín. Hay là trên cái vương miện của cái chú voi cũng là có hai cái hình tròn đấy ạ, nhưng mà nó cũng là một nét cong tròn khép kín. Thế thì qua quá trình luyện tập này thì trẻ sẽ được luyện tập cái cách tô đồ nét chữ O. Sau cái bài tập vừa được chơi vừa được học này rồi thì trẻ sẽ ghi nhớ chữ O một cách trọn vẹn nhất thông qua, tức là trò chơi. Ở đây là trò chơi với màu sắc, trò chơi với đường nét. Và trẻ em đều rất là thích thú. Nó học mà nó không biết nó đang học, mà nó nghĩ là trẻ con nó đang chơi. Sau cái phần luyện tập này rồi thì sẽ bước sang một cái phần nữa. Đó là bài tập là tìm chữ trong những cái hình ảnh, trong những từ.
Ví dụ là từ con ong thì dưới hình ảnh con ong thì sẽ có từ con ong. Và trong cái chữ con ong đó thì trẻ con phải làm sao quan sát, phân biệt, nhận biết được chữ O đấy trong các chữ cái khác nữa. Tức là đây là vận dụng và thực tiễn. Chữ O này nó không phải xuất hiện lúc nào cũng độc lập một mình đúng không ạ? Mà nó xuất hiện vào những con cùng với những cái con chữ cái khác nữa. Thì vậy trẻ em phải phân biệt như thế nào? Thế thì trẻ con có thể là dùng bút để gạch chân cái chữ O trong từ con, chữ O trong từ ong, và trẻ con nó sẽ luyện tập bằng cách là phân biệt giữa các chữ. Tương tự như vậy với hình ảnh con sóc và từ con sóc, hay hình ảnh con bọ với từ con bọ cũng vậy, thì trẻ cũng trong quá trình vừa quan sát vừa tìm đó thời chỉ, trẻ cũng phân biệt chữ O đó với các chữ còn lại thông qua cái việc là trẻ quan sát và lựa chọn cái chân chữ O. Tuy nhiên ở đây nó có một phần nữa, đó là cái kích hoạt cái trí nhớ chụp hình của trẻ. Trẻ con như chúng ta đã biết ấy, nó không phải như chúng ta. Hay là như học sinh của lớp 1, trẻ em mầm non ấy thì trẻ con em chưa biết đọc. Thế cho nên là cái hình ảnh con ong ấy xuất hiện với chữ con ong ấy thì đã giúp cho trẻ em ghi nhớ một cái tự nhiên, tức là dưới dạng như là chụp hình. Từ con ong đấy xuất hiện với hình ảnh con ong thì lần sau nó có nhìn cái chữ đó, nó cũng chụp lại và nó ghi nhớ là đó là từ con ong. Con sóc, con bọ cũng như vậy. Thế thì sau quá trình trẻ được cung cấp kiến thức củng cố qua hai phần, đó một phần chơi với các màu sắc, chơi với đường nét, thì lại đến một phần nữa là phần trò chơi, là trò chơi tìm chữ, đó là tìm các chữ O trong các từ mà trẻ vừa tìm được. Thì trẻ đã gần như là đã có một cái sự luyện tập củng cố, và trẻ đã có một phần kiến thức rất là chắc về chữ O và các đường nét, cách phát âm chữ O cũng như là tìm được chữ O trong chữ chữ cái khác nữa. Thế thì đấy nó là một phần, nhưng có một phần rất quan trọng trong cái việc mà cho trẻ làm quen với chữ. Thế làm thế nào là trẻ con nó nhiều trẻ em ấy là nó biết là chữ O là một nét cong tròn khép kín ạ, nhưng mà cái hướng của chữ ấy, nó trẻ con nhiều khi trẻ em của chúng ta không biết là nhiều cháu nó có thể là nó các cháu con là viết viết ngược đúng không ạ, hoặc là những cái đường nét mà tạo cho các con là nó không thống nhất. Thế thì đến cái một cái bài luyện tập tiếp theo ấy, thì đó là bài tập là bé hãy nối theo nét đứt và tô màu chữ O rỗng, thì đã giúp các con ấy định hình được cái điểm đặt bút khi tô cái chữ O đấy, tô nét cong tròn khép kín đấy bắt đầu từ đâu, từ vị trí nào, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và liên tiếp, và điểm đầu và điểm kết thúc tại cùng một điểm. Trẻ được luyện tập từ chữ to, sau đó thì đến kích cỡ nhỏ hơn. Thế thì cái việc làm quen với chữ O đấy thì đối với trẻ thì rất là dễ dàng, đơn giản đúng không ạ? Cái bài tập chữ O này, bài học chữ O này thì nó cũng như những cái bài tập khác ở trong cuốn sách mà chúng ta có thể quan sát hoặc là mở sang những cái trang khác thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Thế thì như vậy là những khi chúng ta vừa chia sẻ thì khi chúng ta cho trẻ làm quen với chữ cái ấy, thì có bất kể một chữ nào khác, chữ O đây nó chỉ là một một mẫu trong những cái chữ khác như vô vàn những trong 29 chữ cái của chúng ta thôi. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng thì bao giờ chúng ta cũng lưu ý này, còn gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là cung cấp cái biểu tượng cho trẻ về chữ. Thứ hai nữa là phát âm. Tiếp theo nữa là luyện tập củng cố. Luyện tập củng cố ở đây thì có thể là thông qua các bài tập dưới dạng như là trò chơi tô màu này, hoặc những cái dạng bài tập tìm tìm từ tìm chữ này, và cuối cùng nữa là một cái bước cuối cùng, đó là chúng ta cho trẻ con luyện tập thông qua cái việc tô đồ nét chữ bằng những cái nét đứt ấy có trong cái bài tập có sẵn mà cuốn sách đã có. Cái bài tập này không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ cuốn sách thôi, mà thông qua cái cuốn sách này thì giáo viên có thể là linh hoạt bằng cách là mình có thể sử dụng những cái bài tập này, hoặc là mở rộng những cái bài tập này ra ngoài cái cuốn sách này nữa cho trẻ em học chữ một cách thoải mái nhất và thuận tiện nhất. Ví dụ là chữ O này nó không phải là chỉ xuất hiện trong hình ảnh từ con ong, con sóc, hoặc là từ gì đó, từ con bọ gì đó vân vân, mà chữ O này có trong quá trình cho chúng ta cho trẻ con đi tham quan chẳng hạn, thì trẻ con nó có thể là nhìn thấy trong những cái biển quảng cáo ở đường đấy ạ cũng có những cái chữ O đúng không, hoặc những cái trò chơi, những cái câu đố, hoặc là những cái quyển tranh, quyển truyện tranh ạ, quyển sách nào đó vân vân, thì trẻ em đều có thể là gì gạch chân những chữ O và tìm những chữ O dưới hình thức là thi đua, cô có thể cho các con thi đua xem mà bạn nào tìm được nhiều nhất, hoặc là thi đua gì bạn nào gì tô màu được nhiều chữ nhất, hoặc là gì thi đua xem là ai ai phát hiện ra được nhiều chữ O nhất vân vân.
Vào cái bài tập ở đây thì luyện tập đấy không chỉ có là những cái bức tranh con voi có quả bóng hay có hình chữ O, hoặc là bất kể những cái hình nào đó mà có thể có những cái đường nét ấy, giống chữ O ấy, thì các cô cũng thể cho các cháu chơi. Hoặc là mở rộng hơn nữa thì các cô có thể cho các con ấy nặn rồi vẽ những cái hình thù, những cái đồ vật các thứ vân vân ấy, giống như những cái đường nét của chữ O. Thế như vậy cuốn sách này gì đóng nhưng mà thực ra lại là rất là mở. Và cái mở đến đâu ấy thì lại do năng lực của giáo viên và do năng lực của trẻ nữa. Và thực ra là dạy thì với trẻ con ấy thì không khó, nhưng mà vấn đề là gì? Các cô có hứng thú hay là trẻ có hứng thú để cùng chơi với nhau, và để cái phần cái tinh thần của cuốn sách ấy là vui học ấy, thì nó có được thể hiện một cách trọn vẹn đầy đủ hay không thì phụ thuộc vào chính là cái người tổ chức hoạt động. Và tôi hy vọng rằng là cái tinh thần của cuốn sách này sẽ giúp các cô tổ chức các hoạt động cho trẻ trên lớp một cách rất là linh hoạt, sáng tạo, tạo cho trẻ em có một cái mong muốn ấy, tức là có nhu cầu ấy là được làm quen với các chữ thông qua cái cuốn sách này. Thế thì vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn ấy, đó là những bạn ở với vai trò là một giáo viên, khi mà tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái và các bạn sử dụng cuốn sách này thì sẽ thấy hiệu quả như thế nào. Thế thì rất là nhiều phụ huynh rất là băn khoăn là nếu như mà phụ huynh sử dụng cái cuốn sách này cho trẻ, cho con của mình ấy mà làm quen với chữ cái ở nhà thì sao? Cũng xin chia sẻ với các bậc phụ huynh ấy, thì thực ra ấy, là như chúng ta đã biết ấy, là con của chúng ta ấy, có kiên trì hay không, hay là có thích hứng thú học hay không ấy, thì phụ thuộc vào năng lực của mỗi đứa trẻ và phụ thuộc vào cái sự kiên nhẫn, cái lòng mong mỏi, tức là cái nhu cầu tương tác của các vị với cả các con. Ví dụ như là nhiều cháu ấy thì bố mẹ cứ than phiền rằng là các con không thể nào mà có thời gian ngồi lâu để có mà tô được hết một cái chữ, hoặc là bố mẹ cũng không thể nào mà kiên nhẫn dạy con để làm quen với nổi một cái chữ cái. Và nhiều cháu là dẫn đến cái tình trạng là nhiều con vào lớp 1 rồi bố mẹ rất là lo lắng băn khoăn vì các con cứ chưa nhận dạng được 29 chữ cái. Thế thì thực ra cái cuốn sách như thế này này, với phụ huynh khi mà sử dụng ở nhà ấy, thì cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên thì các vị có thể cho các chơi cùng con với cả chữ O. Chơi đầu tiên là cùng con chơi tô màu những cái chữ rỗng đấy ạ. Thế đầu tiên tô màu có thể là bố một chữ, con một chữ, hoặc là mẹ một chữ, con một chữ, đúng không ạ? Sau khi tô xong rồi, xem là ai đẹp hơn và cuối cùng là xem cái nét là mịn hơn. Chúng ta cùng di ngón tay trong cái chữ các con vừa tô đấy ạ. Thế thì sẽ thấy rằng trong quá trình chơi tô màu và di tô màu đấy thì trẻ con cùng thời là cũng nhớ được chữ O. Và chúng ta cùng thi đua với nhau này, bố đọc là O hoặc là mẹ đọc O này, con đọc O này ạ. Trong quá trình chúng ta chơi và chúng ta phát âm đi phát âm lại và trẻ con nó cũng hào hứng phát âm lại với chúng ta đấy, thì đồng thời trẻ đã học xong chữ O rồi đấy ạ. Hay là đơn giản hơn, đúng không? Cái chuyện mà cái bức tranh đấy thì trẻ con nó tô màu đấy thì bố thấy là con tô rất là đẹp, hay là con rất thích những cái bố nhìn những cái hình này rất là đẹp, không biết là cái hình này nó có đẹp hơn nữa hay không thì con thử tô cho bố xem nào. Đầu tiên bố muốn con xem là bố thử xem con là con thích cái tô cái gì nhất. Con đầu tiên con thích cái tô cái gì nhất, con thích quả bóng chẳng hạn. Thích con tô quả bóng đi. Thế sau khi tô xong rồi thì đồng thời cũng nói với con thích quả bóng con tô như thế nào, đúng không? Tô một nét cong tròn khép kín. Thế quả bóng này nó giống cái gì nhỉ? Nó có giống chữ gì con vừa tô, giống chữ O đúng không ạ? Thế thì trong quá trình tô từng quả bóng, tô từng cái hình tròn trang trí trên mũ, hoặc là tô từng những cái ông mặt, tô cái hình tròn trong cái đường nét của ông mặt trời đấy, thì trẻ đồng thời cũng cũng là ôn luyện củng cố đường nét chữ O. Thế thì cái bài tập đấy thì trẻ sang một cái phần bài tập luyện tập củng cố nữa. Nếu như mà bố mẹ không thích con học với sách nữa thì rất đơn giản thôi, đúng không? Xung quanh nhà chúng ta này có những cái bức tranh gì, ví dụ là bức tranh không phải là con ong trong sách nữa mà bức tranh con chó chẳng hạn. Đúng rồi, con chó, thì vậy là bố giúp con viết chữ con chó thì cũng khác gì cái hình ảnh con chó với cái chữ con chó đó, mà thi thử xem nào, con và bố xem nào, bố thì tìm chữ O này, con tìm chữ O xem ai đúng nào. Thì thực ra là với cái điều kiện của chúng ta ấy, là làm thế nào để kích thích của bọn trẻ con thôi, và có đất để cho chúng nó được thể hiện mình. Thế thì cái điều đó thì phụ thuộc vào kiên nhẫn của bố mẹ. Tuy nhiên là cũng tại sao cũng câu trả lời là ngay cả trong lớp học thì cùng một cô giáo tổ chức hoạt động thì có thì cháu rất là nhanh, đúng không? Lĩnh hội 29 chữ cái rất nhanh, nhưng có cô cháu thì chậm hơn một chút. Cái điều đó thì phụ thuộc vào năng lực của mỗi đứa trẻ. Ngay cả trong gia đình ạ, có hai con nhưng mà không hẳn hai cháu đã giống nhau, đúng không ạ? Chưa kể là gì đến lớp lại có 27 28 cháu, thậm chí nhiều hơn nữa thì các con lại càng khác nhau. Thế thì một trong những nguyên tắc của giáo dục mầm non ấy
là nguyên tắc giáo dục cá biệt. Tức là ở đây là gì? Anh phải quan sát trên cái đặc điểm của chính đứa con của mình, từ chính những học sinh của mình, và chúng ta sẽ thấy là năng lực sở trường của các con là gì. Ví dụ là các con đã thích vẽ, thích tô màu ấy, thì có thể thông qua hoạt động vẽ. Hoặc là các con đã thích những cái yếu tố thi đua đấy ạ, thì có thể tổ chức các con hoạt động là thi đua xem ai tìm được nhiều chữ O nhất. Hoặc là thi đua ai được thì tìm nhiều những cái tô màu gì chính xác nhất chữ O, và tô màu được chính xác nhất là được cái chiều của chữ O chẳng hạn đấy. Thế thì mỗi một cái yếu tố đó, kích thích đó, chính là chúng ta phát hiện ra những cái khả năng tiềm ẩn. Và đó, mỗi một trẻ nó có khả năng khác nhau, thì chúng ta phát hiện ra cái khả năng của trẻ chính là con đường để dẫn tới cái kết quả học tập của trẻ một cách tốt nhất. Thế thì như tôi vừa đã chia sẻ với các bạn, thì tôi cũng hy vọng được rằng là với cái sự kiên nhẫn và lòng nhiệt huyết, tình yêu dành cho con của mình, thì các bậc phụ huynh ấy có thể tổ chức cho các con học ở nhà. Cái hiệu quả cũng không kém gì khi các cô tổ chức ở lớp. Thì một trong những cái câu hỏi ấy mà phụ huynh cũng hoặc là các giáo viên cũng hay hỏi tôi ấy, tức là khi mà sử dụng những cái cuốn sách này ấy, thì cái phương tiện mà hỗ trợ bọn trẻ con hoạt động ấy thì đó là những gì? Thực ra cái cuốn sách này ấy, để sử dụng thì rất là đơn giản. Mỗi con chỉ cần có một hộp màu ấy, đó là sáp màu hoặc là chì màu vân vân, thì để tô màu được tranh ảnh hoặc là tô màu những cái chữ rỗng đó. Và thêm nữa là mỗi con có một cái bút chì, thì các con để tô cái nét chữ ở trong đó thôi, thì các con đã hoàn toàn có thể là gì sử dụng được cái cuốn sách này. Và tôi nghĩ rằng là cái nguyên liệu mà để cho các con là tô màu với cả hoặc là một bút chì đen để tô các nét ấy, thì rất là dễ dàng để cho mỗi phụ huynh có thể sắm cho con mình một bộ, đúng không ạ? Hoặc để đến lớp ấy ạ, thì bất kể là cái trường lớp nào thì cũng đương nhiên là sẽ trang bị cái phần học phẩm cho các con ấy, thì đều có màu sáp và bút chì. Thì có thể nói là cái nguyên liệu để sử dụng cuốn sách này thì rất là dễ tìm, dễ kiếm, và trẻ con từ bất kể trong những điều kiện nào thì các con đều có thể dễ dàng để có được những cái nguyên liệu để học cái cuốn sách này. Như chúng ta đã biết ý, thì tôi vừa chia sẻ với các bạn là cái cách tổ chức cái hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mầm non, và trên tinh thần của một cái cuốn sách mà tôi vừa trao đổi với các bạn. Nhưng tuy nhiên là khi mà sử dụng ấy, thì tôi cũng lưu ý là tất cả các giáo viên hoặc là tất cả các bậc phụ huynh ấy là lưu ý này, cái đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi mầm non ấy là học bằng chơi, học mà chơi và học thông qua các hoạt động chơi. Và cái tinh thần ấy của cuốn sách là học và vui, vui học. Thế thì việc của chúng ta ấy là phải làm như thế nào cho trẻ con nó vui vẻ, hứng thú khi học. Vì vậy là khi các giáo viên hoặc các bậc phụ huynh là không phải là vì thấy trẻ con nó làm quen với chữ O một cách đơn giản thì các vị vội vàng là chuyển luôn cho trẻ cùng một lúc làm quen tiếp với 28 chữ còn lại. Bởi vì nếu như chúng ta mà quá ôm đồm ấy, hoặc quá nôn nóng thì dẫn đến cái việc học nó rất là áp lực đối với trẻ. Và trẻ con nó sẽ cảm thấy sợ hãi, nó bị ngộp kiến thức. Mà tôi muốn các vị là khi sử dụng cái cuốn sách này ấy, hoặc là tổ chức cái hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái ấy, các vị phải luôn lấy tinh thần là làm sao nhấn đến cái yếu tố là trẻ vui vẻ, trẻ hứng thú, trẻ tự nguyện và tham gia các hoạt động. Và muốn làm được điều đó thì luôn luôn yếu tố là chúng ta phải quan tâm đến cái xúc cảm của trẻ, đến cái đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Đó là trẻ luôn luôn mong muốn được chơi. Và muốn cho trẻ học thì bắt buộc là gì? Phải thông qua hoạt động chơi. Thì lúc đó những cái hoạt động mà chúng ta tổ chức nó mới cuốn hút, hấp dẫn được trẻ. Thì tôi hy vọng được là những cái chia sẻ của tôi ạ, thì sẽ giúp tất cả những cái cô giáo mầm non hoặc những cái bậc phụ huynh sẽ tổ chức tốt cái hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái ở lứa tuổi 4-5 tuổi. Xin cảm ơn các cô và các quý vị phụ huynh đã chú ý theo dõi.